Theo em thì đàn ông nước nào sẽ hấp dẫn nhất trên thế giới? Hấp dẫn nhất ạ? Nhật Bản ạ. Nhật Bản? Vâng. Sao lại là Nhật Bản? Tại vì em chuẩn bị đi Nhật nên em chọn, em thấy Nhật Bản là hấp dẫn. Kiểu trai Nhật Bản sẽ như thế nào ấy? Kiểu Nhật Bản nó khỏe không? Chắc là có ạ. To không? Hình như là to ấy. Sao em biết? Em đoán vậy. Thấy trên phim ạ? Đúng rồi. Không, em chưa xem phim. Mày đừng có bốc quét. Có một người được gọi là huyền thoại ấy, em biết không? Có biết. Tên là gì? Em quên mất rồi, nhưng mà cậu Tokyo ạ. What the hell? Tokyo đã. Em không biết. Không, em chỉ nghe người ta nói vậy thôi. Nghe người ta nói giang hồ đồn như thế ạ? Đúng rồi, hình như là thế. Khỏe nhất Nhật Bản đúng không? Thằng Nhật Bản em không muốn được gặp không em? Dạ không ạ. Sao lại không? Kiểu ông ấy là hình mẫu lý tưởng của Trang Nhật. Nhưng mà em không thích đâu. Kiểu thích Trang Nhật sẽ như nào? Cao, to, đẹp trai. Quan trọng là phải khỏe nữa. Thế sắp sang Nhật à? Dạ vâng ạ. Bao giờ sang? Em chưa có lịch bay. Thế bao giờ sang? Dự kiến trong năm nay. Sang mà gặp Trang Nhật xong còn về nhớ review cho anh nữa nha. Ok anh. Anh còn sao anh test thử. Theo em thì đàn ông nước nào hấp dẫn nhất trên thế giới? Mà em luôn có ấn tượng với con trai Pháp. Nhưng mà... Người Pháp? Vâng. Nhưng mà có thể là người Pháp không thật sự trung thủy lắm. Nhưng mà em vẫn ấn tượng nhất với con trai người Pháp. Đừng nghe, hiểu biết thế. Thế ấn tượng về điểm gì? Ấn tượng về độ ga lăng và lãng mạn của họ. Tại vì em từng tiếp xúc. Thế trai Pháp có điểm gì hơn trai Việt không? Em cũng không thấy sự khác nhau lắm. Về ngoại hình sao? Về ngoại hình họ thường, tất nhiên là họ cao hơn rồi. Khỏe hơn. Tóc bồng bềnh hơn. Tóc bồng bềnh hơn, không xẹp như Việt Nam. Việt Nam toàn bộ phu cơ lơ. Việt Nam thì vẫn có bồng bềnh nhưng mà cũng tùy người. Làm bạn với trai Pháp hay làm bạn trai Việt thì trai nào ok hơn? Không so sánh được anh ạ, à, tại vì mỗi người một tính. Là có thích trai Pháp? Ấn tượng. Vâng. Thế chúc em sớm ăn tối được ở bên tháp Eiffel nhé. À vâng, em cảm ơn. Ok, anh cảm ơn nhé. Theo em thì đàn ông nước nào hấp dẫn nhất trên thế giới? Em thích trai nước ngoài, châu Âu. Châu Âu, cụ thể nước nào? Anh hoặc Pháp. Em đang. Anh hoặc Pháp, sao lại thế? Tại vì Pháp là thành phố tình yêu. Nghe có vẻ sân sỏi quá nhỉ. Có một số cái em đọc được là con trai kiểu trai Tây là người ta sẽ rất là sòng phẳng đấy. Trai Việt cũng sâu hỏng mà, đất nước của tình yêu phải như nào nữa? Người ta lãng mạn. Ăn tối lắm tháp Eiffel này à? Còn gì hơn so với trai Việt không? Không, mình không nên đặt hai bàn cân. Kiểu trai Pháp ngon hơn. Ngon không hay không thì em không bàn đến nhá. Tại vì cảm nhận mỗi người ấy ạ. Theo em, anh hỏi cả của em mà. Không, em sẽ không so sánh, em không thích sự so sánh. Ok. Bên châu Âu là auto cao to đen. Mà thôi, không, anh không biết. Em vẫn thích trai châu Âu hơn trai Việt. Vâng. Theo em thì đàn ông nước nào hấp dẫn nhất trên thế giới? Trung Quốc. Trung Quốc? Sao lại thế? Vì em xem nhiều phim Trung. Xem nhiều phim. Thế thấy trai Trung nó sẽ như nào? Nét, cao. Cao. Mắt một mấy quyến rũ. Quyến rũ, còn gì nữa? Kiểu tính cách như nào? Chiều người yêu ạ. Chiều người yêu, thế là hơn trai Việt chưa? Hơn ạ. Ăn đu. Có thích tổng tài không? Em không. Thế thích với anh kiểu như nào? Kiểu good boy với hơi chát một tí. Thế mày đéo thể hiểu được. Good boy lại còn hơi chát một tí. Thế trai Trung có to hơn trai Việt không? Em không biết. Hay trai Trung khỏe hơn trai Việt? Chắc không khỏe bằng. Thật không? Em cũng chưa quen nên có biết đâu. Thì xem trên phim. Thấy trên phim. Thì cũng ngang ngang. Ngang ngang. Dạ. Đàn ông nước nào hấp dẫn nhất trên thế giới? Đàn ông Hàn Quốc ạ. Hàn Quốc? Sao lại thế? Em thấy trên phim ý, đẹp trai, da trắng. Vậy em cũng gặp một vài người ngoài đời rồi. Đẹp trai. Hay là có hơn gì so trai Việt không? Kiểu người ta có ngọt ngào hơn không? Người ta có khỏe. Em nghĩ là cũng tùy người. Theo như em thấy số đông ấy, thấy người ta tổng tài ấy. Kiểu lo được cho em không? Nếu mà giàu thì vẫn lo được. Thứ còn em thấy đàn ông Hàn Quốc vẫn có một số người chát rất là nhiều. Vậy á? Anh tưởng là bên đấy người ta yêu như trên phim ý. Em không biết. Em chưa qua, cuối năm em qua em biết. Cuối năm qua? Vâng. Qua luôn rồi à? Em đang làm hồ sơ đi du học ạ. Theo em thì đàn ông nước nào hấp dẫn nhất trên thế giới? Em không thấy con trai nào hấp dẫn ngoài con trai Việt Nam. Sao lại thế? Em không biết nhưng mà em không có hứng thú với cả mấy bạn trai nước ngoài lắm. Tại em sao? Thích giao tiếp với con trai Việt Nam. Tại vì là em cảm thấy là em muốn được tìm hiểu và nói chung là giao tiếp với bạn ý bằng tiếng Việt. Nhưng mà giao tiếp bằng tiếng Anh cũng hay mà. Cảm giác như là cái nước Pháp Việt Nam thì nó có nhiều từ để kiểu
bộc lộ hơn, nên là em thích tiếng Việt. Nhưng mà anh thấy con trai Việt Nam thì toàn giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể. Em không biết nữa, nhưng mà nói chung là em chưa mất nụ hôn đầu đây cũng không rõ lắm. Chưa mất nụ hôn đầu? Chưa. Thật. Em... vâng, em thật nói, em chưa mất nụ hôn đầu. Thế để dành nhiều đó cho anh. Em chưa tiếp xúc với một tình nào đủ lâu để em tìm được tâm lý các bạn con trai. Theo em thì đàn đông nước nào ấm dẫn nhất trên thế giới? Chắc là Hàn Quốc, tại vì em xem phim Hàn Quốc nhiều. Xem phim Hàn Quốc nhiều. Thế thì Hàn Quốc có điều gì để mình ấn tượng? Chắc là trắng với cao. Trắng với cao. Việt Nam cũng cao mà, nhưng mà không trắng thôi. Thì ấn tượng mà anh. Ừ, thế Hàn Quốc còn hơn gì nữa không? Không, em thấy vậy vậy thôi. Chỉ có vậy thôi. Tưởng oppa kiểu ngọt ngào. Ý là em không có cơ hội tiếp xúc thì làm sao mà em biết được người ta có cái gì ấn tượng đâu anh. Ok, anh cảm ơn nhé.